Tổng thống Biden muốn tăng thuế gấp 3 với nhôm thép Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc tăng gấp 3 lần thuế đối với nhôm và thép của Trung Quốc vì lý do cạnh tranh không công bằng. Các chính sách và trợ cấp của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp thép và nhôm trong nước khiến các sản phẩm chất lượng cao của Mỹ bị mất vị thế với các sản phẩm thay thế giá rẻ của Trung Quốc vốn được sản xuất bởi lượng khí thải cao hơn. Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 17 tháng 4 cho biết, Lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden được đưa ra khi đại diện thương mại Mỹ thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động thương mại của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần để đáp lại kiến nghị gần đây của năm công đoàn Mỹ. Tổng thống Joe Biden đang hôi thúc tăng gấp 3 lần mức thuế hiện tại đối với mặt hàng thép và nhôm Trung Quốc theo mục 301 của Đạo luật Thương mại. Hiện tại, mức thuế trung bình đối với mặt hàng thép và nhôm theo mục này là 7,5%, Mục 301 cũng là công cụ chính mà chính quyền cựu tổng thống Donald Trump sử dụng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng thép toàn cầu, đồng thời xuất khẩu kim loại này với chi phí thấp hơn đáng kể so với giá thép của Mỹ. Nhà Trắng cùng ngày thông báo, ông Biden cũng chỉ đạo quan chức làm việc với Mexico để ngăn chặn hành vi trốn thuế của Trung Quốc.